là một di sản nghệ thuật truyền thống độc đáo của các dân tộc Tây, Nùng, Thái ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lạng Sơn và một số ít ở vùng Trường Sơn Tây Nguyên. Then đã và đang được lưu giữ, phát triển thành một không gian văn hóa hát then, đàn tính, hết sức đồ sộ về khối lượng, phong phú về thể loại, đa dạng về hình thức biểu diễn. Hát then được biểu diễn trong những sự kiện trọng đại hay lễ cầu an, cầu mùa, gọi hồn. Then được đánh giá là hiện tượng văn hóa dân gian tổng thể, có tính nguyên hợp hay một nghi lễ tôn giáo được diễn xướng bằng hình thức hát, hát kể, có kèm theo nhạc và nhảy múa cùng những biểu tượng tôn giáo mang tính tượng trưng. Hát then đã đặc biệt gây được sự quan tâm và chú ý không chỉ với các tộc người khác trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, mà còn nhận được sự đánh giá cao của các nhà nghiên cứu văn hóa trên toàn thế giới. Then vừa là một sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh, vừa là một loại hình âm nhạc dân gian rất đặc sắc của các dân tộc Tây, Nùng, Thái ở Việt Nam. Qua lễ hát then cổ truyền, có thể thấy rõ nhân sinh quan, thế giới quan và bản sắc văn hóa của đồng bào Tây, Nùng, Thái. Theo các nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian, hát then xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16 vào thời nhà Mạc, chạy lên Cao Bằng và xây dựng thành Quách ở đó. Theo truyền thuyết, trong số quan lại của nhà Mạc có hai vị tên là Đế Phụ và Đế Đáng, rất yêu âm nhạc và thích ca hát. Họ đã chế tạo ra tính tẩu và lập ra hai tốp hát để phục vụ cung đình. Về sau, dân chúng thấy hay nên bắt chước và được lưu truyền trong dân gian. Theo thời gian, hát then đàn tính được lan rộng ra các tỉnh miền núi phía Bắc và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của đồng bào các dân tộc. Hát then là loại hình diễn xướng dân gian tổng hợp gồm ca, nhạc, múa và diễn trò. Theo người Tây, then được hiểu là thiên, chỉ trời. Về nguồn gốc có nhiều ý kiến khác nhau, song đa phần có cùng nhận định. Hát then có xuất xứ từ Cao Bằng khi nhà Mạc bị thất sủng. Hầu hết trong các lễ cúng của người Tây đều có hát then. Hát then không chỉ đơn thuần là một loại hình âm nhạc hay diễn xướng dân gian, mà có sự gắn kết chặt chẽ với tín ngưỡng. Các ông then Tào, Cụt, Mo là những người có khả năng liên hệ với thần linh, tiếp cận với thế giới siêu nhiên, là cầu nối giữa người trần với các đấng tự nhiên. Chính bởi đó, họ có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống tâm linh và tín ngưỡng của cộng đồng. Then được hát trong hầu hết các nghi lễ, hội với nhiều đường then khác nhau tùy thuộc vào mục đích của lễ cúng. Ngoài phần thuộc lễ nghi, diễn xướng then còn có phần mang tính chất vui chơi, mang đậm yếu tố sân khấu. Ông then là người thuộc nhiều đường then và có căn then. Trong then có nhiều đường then như băng khoăn, thống đẩm, cấp sắc hay cầu hoa. Về dạng then cũng lắm, trong mỗi dạng lại có nhiều điệu hát khác nhau. Các khúc then được tạo nên một cách có hệ thống bài bản theo trình tự nội dung trình diễn. Không gian biểu diễn hát then thường được trình diễn chủ yếu trong một không gian nhỏ hẹp như trong nhà, trước bàn thờ. Tuy nhiên đôi khi cũng được trình diễn trong một không gian rộng như ngoài cánh đồng, phổ biến ở lễ hội lồng tồng vào dịp riêng hai. Khi vui người ta mời then, khi nhà có chuyện mời then, người có bệnh mời then, người hiếm muộn mời then. Then không thể thiếu trong đời sống tinh thần và tâm linh của các cộng đồng người. Nói đồng bào dân tộc Tài Nùng thì nói chung là hát then đàn tính là vào, thứ nhất là vào tháng giêng tháng hai, tức là đi cầu lộc cầu tài. Đấy. Xong cái là đấy là tháng giêng tháng hai. Còn các tháng khác thì tức là đi cúng, nhưng mà cúng chỉ có là cúng cứu những cái người ốm đau thôi. Thứ ba nữa là những cái then đàn tính này, ngày hội tháng giêng, anh chị em đi, tức là đến nhà nào có đàn tính thì hát chơi, hát để cho nó vui vẻ, tức để sang năm mới để cho nó làm ăn cho nó phát đạt. Hát then đàn tính này thì nói chung là nó khác các vùng miền chỗ khác. Thí dụ chẳng hạn bây giờ là ở
định hóa của tôi thôi. Thì là cái mạn của tôi thì về phía Bắc hát then nó khác. Mà cũng cái bài bản đấy, cái phát âm cái lời nó khác. Thế còn về phía Nam thì cái phát âm cái hát then này nó có khác. Đàn thì giống nhau nhưng mà phát âm ra cái câu nói là nó có khác nhau. Khác nhau mỗi làn điệu thôi. Theo quan niệm có ba tầng trời, mỗi mường đều có người sinh sống, trần sao âm vậy. Và họ tin khi tiếng đàn tính cùng lời then cất lên là lúc các ông then đang bắt đầu cuộc hành trình với từng đường then dẫn quan quân đi khắp ba tầng trời. Qua lời then, người nghe có thể biết được quan quân của then đã đến đâu trên mường trời. Lời then cũng chỉ rõ đặc điểm của từng bản ở mường trời nơi quan quân then đang qua. Điệu then khi trầm khi bổng, đôi lúc sôi động gấp gáp, kết hợp với động tác mô phỏng cùng tiếng hò reo tạo khí thế quyết tâm của quan quân then, đồng thời xuất hiện yếu tố thiêng. Đặc biệt là trong Thống Đẳng, điệu hát cùng động tác lên ngựa hay đánh nhau với thủy quái, vượt khái, khiến người xem hồi hộp nín thở. Lời then cứ thế thủ thỉ sôi động, rồi lại trầm buồn ngẫm ngợi. Mỗi bản một tâm trạng, một sắc thái không khí, có khi căng thẳng lo lắng, có lúc hồ hởi vui tươi. Tiếng đàn, tiếng hát quyện với nhau hư ảo. Tiếng sóng mạ rộn vang đưa then dần vào trạng thái tự thôi miên kiểu Shaman giáo của người Tungus ở vùng Siberia của Nga. Toàn bộ cuộc hành trình đưa linh hồn người chết về mường đẳm đều gắn với đường then Thống Đẳm. Câu then khắc họa những vất vả khó khăn của quan quân trên cuộc hành trình đó. Lời then khi đến chợ Tam Quan thể hiện khát vọng một cuộc sống ấm no đầy đủ. Câu hát rộn rã tấp nập, hồ hởi, lạc quan thấm vào từng cá thể đang sống nơi trần thế, lời then cho người sống an tâm về linh hồn người đã mất. Những linh hồn ấy đã được then đưa về mường tổ tiên, được mua sắm đầy đủ, ấm no, có ruộng có vườn, có trâu có của. Còn với băng khoăn, lời then tạo niềm tin cho người bệnh. Những người đang gặp hoạn nạn khó khăn để vượt lên số phận, cải tạo số phận là liều thuốc giúp họ vượt qua mọi trở ngại bệnh tật để sống. Về cơ bản, hát then đàn tính ở mỗi vùng miền đều có cung quãng giống nhau. Nhưng về lời hát thì có nhiều dị bản để phù hợp với đặc điểm cũng như phong tục của từng địa phương. Đàn tính được cấu thành từ 6 bộ phận, gồm bầu đàn, cần đàn, dây đàn, khóa đàn, ngựa, mặt đàn. Người Tây rất coi trọng việc hoàn thành đàn tính tẩu. Khi trình diễn, họ thường tổ chức lễ cúng nhỏ để xin phép tổ sư. Đàn tính được treo trang trọng trên vách gần bàn thờ tổ sư. Những khi đi đâu, người Tây thường bọc đàn tính trong vải đỏ và bầu đàn luôn hướng về phía trước mặt mình. Đi với đàn tính tẩu là hát then. Then theo tiếng Tây có nghĩa là của, lối đi, lối hát. Then chỉ có một vài giai điệu khác nhau, nhưng sự hấp dẫn của then chính là sự phong phú đa dạng của ca từ. Lời then có tới 35 chương đoạn khác nhau, phụ thuộc vào người biểu diễn và mục đích của nghi lễ. Người làm then cổ thường vừa hát then vừa chơi đàn tính, kết hợp sử dụng chùm nhạc sắc trong các nghi lễ như cầu mưa, cầu lửa, giải hạn cầu may, cầu được mùa. Then còn là chiếc cầu nối giữa con người với thế giới thần linh và đất trời. Chính vì thế, then là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc Tây Nùng Thái ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Giáo sư, tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh từng nhận định, then là một không gian văn hóa dân tộc, một tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian đa dạng, vừa phản ánh, miêu tả, vừa gửi gắm, nhắn nhủ những ngọt, bùi, đắng, cay của cuộc sống ông cha. Then đã gắn bó rất lâu đời với đồng bào Tây, Nùng, Thái ở các tỉnh miền núi phía Bắc, đến nay đã lan tỏa đến tận Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, theo quá trình giao lưu, định cư của đồng bào. Điều này cho thấy sức sống của then trong cuộc sống hôm nay. Do yêu thích âm nhạc then, người ta đã sử dụng một số làn điệu phổ biến, rồi đưa lời ca, nội dung các ca khúc để mọi người đều có thể hát ở mọi lúc mọi nơi, vượt ra khỏi yếu tố sinh hoạt tín ngưỡng. Then Cao Bằng dìu dặt, da diết, then Lạng Sơn tươi vui rộn ràng, then Tuyên Quang thúc giục lòng người, then Hà Giang nhấn nhá thần thơ. Then tiếp tục sống với nội dung phản ánh những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày.
theo em thì thế hệ trẻ bây giờ ấy thì rất ít các bạn thường thường là không thích cái nhạc cổ này nữa, mà các bạn thích nhạc mới. Nhưng mà còn riêng em thì em rất thích cái môn hát then này. Không hiểu sao nghe những cái lời ca mà các bác hát lên, thì những cái lời ca mà các như tác giả viết lên ấy, nó đi sâu vào trong lòng người, nó có một cái gì đó không thể nói ra được. Theo em ấy thì nó có cái gì đó rất riêng mà em rất là thích cái môn hát then này. Và bây giờ thì em sẽ tiếp tục học và cố gắng học nữa để lưu giữ cái môn hát then này ạ. Hiện nay Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các ban ngành chức năng đang tích cực chuẩn bị hồ sơ để đệ trình lên Ủy ban Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận hát then đàn tính là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Về hiện trạng và giải pháp bảo tồn then hiện nay cho thấy, hoạt động bảo tồn và phát triển then cũng được thực hiện một cách khá hiệu quả thông qua các kỳ liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính của từng địa phương cũng như khu vực. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản then của các dân tộc Tây Nùng Thái đang trở nên cấp thiết với việc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai, lập hồ sơ, đề nghị UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Then cũng như nhiều di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mai một về nghệ nhân, rơi rớt về các làn điệu, mất mát về phong tục tập quán, dần ra thui chột bản sắc văn hóa độc đáo do thiếu người kế cận. Việc sưu tầm lưu giữ và truyền lại cho thế hệ mai sau báu vật hát then là việc làm cấp thiết. Vấn đề là bảo tồn hát then như thế nào để không mất đi bản sắc mà vẫn phù hợp xã hội hiện đại. Bảo tồn và phát huy được không gian diễn xướng hát then đang là vấn đề đặt ra từng ngày từng giờ. Để gìn giữ những giá trị của nghệ thuật then như tài sản quốc gia, trước hết các địa phương có nguồn then cần gấp rút và liên tục sưu tầm bằng được nguyên vẹn và đầy đủ các nghi lễ, nghi thức hát then, tiến tới phục dựng toàn bộ và dùng các chương trình giảng dạy trong các trường nghệ thuật chuyên nghiệp ở Việt Bắc, Tây Bắc. Ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc là một cái nôi đào tạo đàn hát then của khu vực từ trước đến nay có uy tín. Từ những ngày thành lập cho đến nay thì nhà trường đã đào tạo được rất nhiều những khóa đàn hát then, cụ thể là đào tạo được 26 khóa trung cấp văn hóa quần chúng và 10 khóa cao đẳng quản lý văn hóa. Trong cơ số học sinh sinh viên được đào tạo ra thì nhiều em đã thành đạt và đã trở thành nghệ sĩ ưu tú, và cũng rất nhiều em là diễn viên về chuyên ngành hát then. Việc xây dựng hồ sơ nhằm khẳng định tôn vinh giá trị của di sản then tới bạn bè quốc tế là dịp để cộng đồng các địa phương nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia bảo vệ và phát huy di sản. Các địa phương cần thu thập tài liệu, tổ chức ghi hình, thu thanh, dịch thuật, tập hợp tài liệu in băng đĩa, xuất bản sách. Đây không phải là công việc trước mắt đột xuất, mà là công việc lâu dài và thường xuyên. Điều quan trọng là cần có cơ chế chính sách khuyến khích ưu đãi, tôn vinh nghệ nhân, người có công lưu giữ, truyền dạy then. Các nhà quản lý văn hóa tại địa phương kiến nghị cần dành một phần kinh phí thỏa đáng, hỗ trợ hoạt động của các nghệ nhân để họ truyền dạy làn điệu then cho thế hệ trẻ và đào tạo người kế nghiệp. Đồng thời, hàng năm cần tổ chức hội nghị tôn vinh các nghệ nhân, những người có tinh thần nhiệt huyết, gìn giữ then cổ. Cách bảo tồn và phát huy giá trị di sản then, trước hết và tốt nhất, là việc tự giữ gìn, phát huy trong cộng đồng mỗi dân tộc. Nhiều địa phương đã thành lập câu lạc bộ hát then. Cùng với các loại hình nghệ thuật truyền thống, hát then nên được đưa vào các chương trình phục vụ du lịch để khai thác, hỗ trợ bảo tồn, đồng thời tạo điều kiện để then được sống trong không gian cộng đồng. Môn nghệ thuật đàn hát then này là một trong những cái môn, một trong những cái loại hình nghệ thuật phi vật thể. Cho nên để muốn tồn tại được, muốn bảo tồn được thì không thể là bảo tồn trong kho hoặc trong sách vở hoặc trên băng đĩa hình, mà nó phải được bảo tồn trong một cái không gian sống động, tức là không gian văn hóa của dân tộc thì mới gìn giữ được. Một trong những giải pháp hiện nay của các cấp các ngành là đưa hát then vào chương trình học của các trường học bậc tiểu học đến trung học phổ thông
ở các tỉnh có loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống này, đồng thời gắn việc gìn giữ hát then với phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Ở các tỉnh như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, việc đưa hát then vào trường học được thực hiện từ năm 2008. Nhà trường cũng đã mời các nghệ nhân để truyền dạy hát then. Không chỉ truyền dạy cho học sinh, nhà trường mở một lớp truyền dạy cho các giáo viên về những kỹ năng đánh đàn tính và hát then. Từ đó, các thầy cô sẽ hướng dẫn học sinh. Mô hình này hiện nay đang được phát triển rất mạnh. Các thầy cô giáo đều mong muốn sự ra đời của các câu lạc bộ hát then dành cho các em học sinh sẽ nối gần nghệ thuật truyền thống với tâm hồn các em. Tuy vậy, việc đưa then vào giảng dạy trong trường học cũng gặp không ít khó khăn. Hiện nay, một bộ phận không nhỏ học sinh hầu như chỉ quan tâm đến nhạc trẻ mà ít quan tâm đến nghệ thuật truyền thống. Phải làm sao để các em nhận thức được giá trị và ý nghĩa của loại hình nghệ thuật này? Lớp người biết hát then ngày càng ít, nên việc khôi phục không gian văn hóa này gặp nhiều khó khăn. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đưa hát then vào trường học. Song song với đó, những năm qua, các địa phương có di sản hát then, đàn tính đã có những giải pháp cụ thể như mở lớp truyền dạy cho các học viên, học sinh trường dân tộc nội trú, tuyên truyền quảng bá và xây dựng các đề án bảo tồn, thành lập các câu lạc bộ hát then. Các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn cũng tìm cách kết hợp hát then đàn tính với làm du lịch. When I hear traditional Vietnamese music, I have a lot of loại hình âm nhạc truyền thống này của người dân tộc Tây ở Việt Nam rất độc đáo, rất thú vị, mang lại cho người nghe rất nhiều cảm xúc. Emotion of happiness. Khi nghe giai điệu lúc nó khiến tôi buồn, lúc khiến tôi muốn khóc, lúc khiến tôi hạnh phúc. It's like the history of Vietnam. Vừa qua, Liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính lần thứ 5 năm 2015 là cuộc tụ hội của các chuyên gia trong nước và quốc tế, các nghệ nhân sở hữu di sản, để chuẩn bị cho giai đoạn trình hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận di sản thế giới vào năm 2016. Liên hoan diễn ra trong 3 ngày, từ 24 đến 26 tháng 9. Tại đây, những nghệ nhân, diễn viên các tỉnh đã giới thiệu các thể loại hát, múa then, đàn tính, các hiện vật sản phẩm về nghệ thuật hát then đàn tính đến đông đảo khán giả trong nước và quốc tế. Trong khuôn khổ liên hoan còn diễn ra hội thảo quốc tế bảo tồn và phát huy giá trị di sản then của các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam. Hồ sơ hát then mà Việt Nam đăng ký trình UNESCO ở hai loại hình là nghi lễ, lễ hội, tập trung ở các nghi lễ then cổ truyền và nghệ thuật trình diễn dân gian. Hiện nay là ở Việt Nam chúng ta là có dân tộc Tày, dân tộc Nùng, dân tộc Thái nói riêng, là trong cái nhóm ngôn ngữ văn hóa Tày Thái nói chung là còn sử dụng cái nghệ thuật hát then đàn tính. Nghệ thuật hát then đàn tính thì nó ra đời cũng rất là lâu. Cho đến nay thì cái văn hóa nghệ thuật hát then đàn tính nó trở thành một cái di sản văn hóa truyền thống cực kỳ độc đáo của dân tộc Tày, Nùng và người Thái. Cho nên chính vì thế là vừa qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như là các địa phương cũng đã tổ chức nhiều cái hoạt động như là hội thảo khoa học, rồi thì các cái hoạt động lễ hội hát then đàn tính, festival đàn tính, hát then đàn tính ở các cái vùng thuộc khu vực Đông Bắc, và tụ hội được rất là nhiều các cái câu lạc bộ hát then đàn tính. Thậm chí những cái câu lạc bộ hát then đàn tính từ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xây dựng các cái câu lạc bộ đó ra để cùng góp vui. Và đặc biệt là cho đến bây giờ thì hầu hết là các địa phương của đồng bào Tày, Nùng và Thái cũng đã xây dựng được các cái câu lạc bộ hát then đàn tính. Đây là cái thắng lợi bước đầu trong cái quá trình khôi phục và truyền bá cái nền văn hóa hát then đàn tính. Hiện nay, Tuyên Quang là tỉnh đầu mối trong việc làm hồ sơ then, các tỉnh khác cũng góp phần. Nhưng vai trò của cơ quan khoa học chỉ là chớp bút, còn UNESCO yêu cầu phía tham gia phải là người dân cộng đồng. Vì thế, trong hồ sơ di sản then có nhiều tỉnh tham gia thì điều cần thiết là tính liên kết cộng đồng. Từ trước đến nay, chưa có loại hình nghệ thuật nào của bà con các dân tộc vùng núi phía Bắc được công nhận danh hiệu di sản của UNESCO.
Việc làm hồ sơ xin xét duyệt then cũng là một cách khẳng định vai trò của họ trong di sản văn hóa dân tộc Việt Nam.